Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây đang cầm là máy be. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị dây thủ công dạng bắt vào. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Tiên mình sẽ đưa kéo mình cắt sản phẩm mình ra các bạn ạ. Đây là cái mẫu vật sẵn của mình. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình làm sản phẩm ra. Cắt các sản phẩm này của mình ra để mình ghép lại thành một sản phẩm mới các bạn nha. Cắt các chi tiết này ra. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.